Sau đây là cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 17 tháng 9 đến 13 giờ ngày 18 tháng 9. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 17 tháng 9 đến 13 giờ ngày 18 tháng 9 trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Theo tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ Y tế thì Đà Nẵng dự kiến đạt số ca mắc mới tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm 79% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày là 20.060 lượt, số bệnh nhân chữa khỏi bệnh là 132 người. Trong ngày đã tiêm 38.733 liều vaccine, tổng số đã tiêm đến nay là 493.083 liều, trong đó 418.774 người tiêm mũi 1 và 74.309 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật các quận và phường vùng xanh tính đến 13 giờ ngày 18 tháng 9. Quận Hải Châu hiện có 6 phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa là phường Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận. Quận Thanh Khê có 5 phường, Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà đã được công nhận là quận xanh từ ngày 17 tháng 9. Tất cả 7 phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Trước đó, quận Ngũ Hành Sơn cũng đã được công nhận là quận xanh. Tất cả 4 phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu có 1 phường là Hòa Khánh Bắc, không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Cẩm Lệ có 2 phường là phường Khuê Trung và phường Hòa Thọ Tây, không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Huyện Hòa Vang có 9 xã: Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước và xã Hòa Ninh không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại thì toàn thành phố có 34 xã phường trên 7 quận huyện 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.